Chào mừng quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên. Trong chuyên mục tối ngày 25 tháng 8 hôm nay, sau phần tin phản ánh một số động nổi bật của Công an Điện Biên trong tuần qua là mục ống kính cảnh sát. Cuối chuyên mục mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự, trải nghiệm hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Sau đây mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 8, Bộ Công an tổ chức sơ kết 2 tháng thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình thức trực tuyến tới điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên có Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện một số đơn vị chức năng Công an tỉnh. Sau 2 tháng triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người chết so với cùng kỳ với thời gian trước khi thực hiện cao điểm. Công an các đơn vị địa phương đã xây dựng kế hoạch, triển khai và đồng loạt ra quân thực hiện nghiêm túc. Cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, điều lệnh công an nhân dân. Công tác xử lý vi phạm đã được công an các đơn vị địa phương vào cuộc mạnh mẽ, chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm các phương tiện và doanh nghiệp vận tải hàng hóa vi phạm về chở quá trọng tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cá nhân có phương tiện vận tải vi phạm kích thước thùng xe tự giác tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động gần 830.000 lượt cán bộ chiến sĩ, phát hiện xử lý 474.775 trường hợp vi phạm, tạm giữ 107.854 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 77.722 trường hợp, phạt tiền 827.499.000.000 đồng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được qua 2 tháng triển khai thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Công an các đơn vị địa phương tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra cơ động, kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm vào các khung giờ thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, chủ động đổi mới phương thức hoạt động khép kín 24/24 giờ, tập trung phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm ngặt đối với các trường hợp hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, xe chở hàng quá khổ quá tải, xe chạy quá tốc độ quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an về việc chấp hành chương trình kế hoạch, đảm bảo lực lượng, trang thiết bị, điều lệnh, lễ tiết, tác phong khi tham gia thực hiện nhiệm vụ. Thừa ủy quyền của Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an các huyện Tùa Chùa, Nậm Pồ vừa tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022. Các cán bộ được nhận bàn giao nhà đợt này là Trung úy Sùng A Hồ, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nậm Pồ và Trung úy Nguyễn Văn Kỳ, cán bộ Công an huyện Tùa Chùa. Từ nguồn kinh phí do đồng chí Thứ trưởng trao tặng, mỗi suất trị giá 200 triệu đồng, Công an các huyện hỗ trợ ngày công lao động. Sau hơn 3 tháng tổ chức triển khai xây dựng, những ngôi nhà mới kiên cố với quy mô 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp nấu ăn, khu vệ sinh khép kín được hoàn thiện và bàn giao cho các cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn tích cực nỗ lực cố gắng vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao vào đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Được sự quan tâm của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy, Ban giám đốc, lãnh đạo Công an huyện Nậm Pồ tổ chức xây nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Tôi vinh dự được đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an hỗ trợ kinh phí để xây nhà ở. Đến nay, gia đình đã hoàn thành việc xây nhà. Thay mặt cho gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc, lãnh đạo Công an huyện Nậm Pồ. Tôi xin hứa sẽ vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và bản thân sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, nhà nước và lực lượng công an giao phó.
Đây là hoạt động rất thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái và mang giá trị ý nghĩa nhân văn sâu sắc của lực lượng công an nhân dân, góp phần giúp cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với mong muốn mang niềm yêu thương, hạnh phúc, chia sẻ những mất mát khó khăn với trẻ em mồ côi trên địa bàn, sáng ngày 3 tháng 8, Hội Phụ nữ Cảnh sát Nhân dân và Hội Phụ nữ Cảnh sát Giao thông đã tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu, cháu Lò Văn Đông ở bản Trường Đông, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Cháu Lò Văn Đông, sinh năm 2009, là học sinh trường trung học cơ sở Thanh Yên, huyện Điện Biên, được Hội Phụ nữ Cảnh sát Nhân dân và Hội Phụ nữ Cảnh sát Giao thông nhận đỡ đầu trong chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên phát động. Sẻ chia và thấu hiểu với những khó khăn vất vả của cháu Lò Văn Đông khi mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 8 tuổi, cháu sống với bà nội. Hội Phụ nữ Cảnh sát Nhân dân và Hội Phụ nữ Cảnh sát Giao thông đã nhận đỡ đầu cháu Đông đến khi cháu đủ 18 tuổi với kinh phí 6 triệu đồng một năm và tổ chức thăm hỏi động viên các dịp lễ, Tết, ốm đau. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ của Hội Phụ nữ Cảnh sát Nhân dân và Hội Phụ nữ Cảnh sát Giao thông do các hội viên đóng góp. Món quà vật chất tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng nhân hậu bao dung của người phụ nữ Việt Nam mong muốn chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi, mong các con vượt qua khó khăn, chăm ngoan học giỏi vì một tương lai tươi sáng hơn. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, thuế, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán hàng cấm qua phương tiện vận tải ô tô, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 47 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10 năm 2020. Theo đó, người gửi hàng hóa trên xe khách không có người đi cùng bắt buộc phải cung cấp 6 thông tin cơ bản. Điểm D khoản 3 điều 11 Nghị định 47 quy định, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách lái xe, nhân viên phục vụ trên xe nếu có, khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô, người gửi hàng hóa không đi theo xe, phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin về tên hàng hóa, cân nặng nếu có, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Đây là quy định hoàn toàn mới để kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hóa của các đơn vị vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, góp phần phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng loại hình vận chuyển này để gửi hàng hóa là những chất cấm, hàng nguy hiểm, hàng lậu, hàng gian lận thương mại và các loại hàng thực phẩm bẩn. Khoản 3 điều 13 quy định không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ, kể cả người lái xe, để kinh doanh vận tải hành khách. Khoản 8 điều 34 Nghị định 47 cũng quy định rõ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định. Khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu, phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại nghị định này. Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và được kết nối chia sẻ với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Tại điểm D khoản 1 điều 13 quy định, xe taxi phải có sức chứa dưới 9 chỗ, kể cả người lái và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm tính từ năm sản xuất. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, ban quản lý các bến xe để tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe hiểu và thực hiện theo đúng quy định nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp cũng như của người dân, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh giữa các loại hình kinh doanh vận tải và giữa các nhà xe với nhau. Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng. Người đã để lại một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà ngày nay đã trở thành lẽ sống tự nhiên trong mỗi người dân Việt Nam. Năm 2020, lực lượng công an triển khai tại 63 tỉnh, thành phố 2 dự án, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.
Đây là hai dự án công nghệ thông tin quan trọng nhằm góp phần xây dựng các hệ thống phát triển chính phủ điện tử và nền kinh tế xã hội số. Mục tiêu cấp thiết này đã đòi hỏi đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, nguồn lực của các đơn vị, địa phương, nhất là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Phong trào Công an học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy cùng cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ đã trở thành hành động cách mạng cụ thể thiết thực trong những ngày tháng tập trung cao độ này. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an từ trung ương tới địa phương đã được huy động tham gia, không quản ngày đêm làm việc quên mình với mục tiêu. Hoàn thành nhiệm vụ là một minh chứng cho sự lan tỏa của phong trào tới từng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Thì tôi cảm thấy rằng là việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác nó không phải là vấn đề gì rất là cao siêu, mà nó phải là những công việc rất đời thường. Thì với bản thân tôi thì trong công tác tôi cũng muốn đóng góp phần công sức của mình trong việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó. Mang trong mình căn bệnh ung thư, sức khỏe yếu, nhưng Thượng úy Trần Ngọc Yến vẫn giữ thái độ lạc quan, kiên cường vượt qua trọng bệnh. Mặc dù gia đình neo người, chồng chị cũng là một chiến sĩ công an đã mất sớm, trở thành chỗ dựa lớn nhất trong gia đình. Thế nhưng, người nữ chiến sĩ ấy vẫn tình nguyện xung phong tham gia chiến dịch ra quân thần tốc 100 ngày đêm không nghỉ, cấp căn cước công dân cho người dân tại địa bàn. Với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thượng úy Trần Ngọc Yến đã được Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương khen thưởng. Thì đây là một cái tấm gương rất là sáng để cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố học tập noi theo, và chính cái hành động của đồng chí để xung phong để làm cái căn cước công dân này không quản ngại ngày đêm cũng tạo một cái sự lan tỏa rất là lớn tới cán bộ chiến sĩ, để có rất là nhiều đồng chí cũng khắc phục mọi cái khó khăn và thực hiện các cái nhiệm vụ nó tốt hơn. Trong tình hình mới, công việc của lực lượng công an lại càng cần sự tập trung cao độ hơn. Các cán bộ chiến sĩ công an khắp mọi miền Tổ quốc vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Cùng những đóng góp quan trọng của việc ứng dụng khoa học công nghệ góp phần đổi mới công tác quản lý con người, quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng hiện đại. Với nỗ lực không ngừng nghỉ của từng chiến sĩ công an trên tuyến đầu chống dịch, bảo vệ cho sức khỏe và sự an toàn của nhân dân, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư nói riêng cũng như lực lượng công an nói chung sẽ tiếp tục làm nên những chiến công mới trong nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an phải là đầy tớ dân. Đã là đầy tớ dân thì công an phải ra sức bảo vệ nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho phạm nhân được đặc xá năm 2022 theo quyết định của Chủ tịch nước, ngày 22 tháng 8, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động cho 9 phạm nhân hiện đang thụ án tại trại giam Nà Tấu Bộ Công an và trại giam Công an tỉnh. Trong tổng số 9 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn năm nay, có 7 phạm nhân hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Nà Tấu Bộ Công an và 2 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên. Đợt tới thì hiện nay PC06 đang phối hợp với lại đơn vị trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện cái việc cấp căn cước cho 2 phạm nhân được đặc xá trong thời gian tới. Trước khi tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh đã giới thiệu về những giá trị, tiện ích mà thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử mang lại cho phạm nhân được tổ công tác thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thủ tục, quy trình, đối tượng, lộ trình đề ra. Quy trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho phạm nhân được sự phối hợp chặt chẽ của trại giam Nà Tấu và trại tạm giam Công an tỉnh, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.
Thẻ căn cước công dân của các phạm nhân được thu nhận đợt này sẽ được cấp cho các phạm nhân đúng vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Đây là việc làm rất kịp thời, ý nghĩa, giúp những người lầm lỗi sau khi được đặc xá, tha tù, trở về địa phương, khôi phục quyền công dân, sớm hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời, chăm chỉ làm ăn, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Thưa cán bộ, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, hôm nay Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cử đoàn cán bộ xuống làm căn cước công dân cho chúng tôi. Chúng tôi là những phạm nhân được rất là may mắn được đặc xá vào đợt 2 tháng 9 năm 2022. Thì trước khi chúng tôi trở về với xã hội, được sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an tỉnh cử đoàn công tác xuống làm căn cước công dân chúng tôi để chúng tôi tái hòa nhập với cộng đồng và có những cái giấy tờ tùy thân để trước khi trở về xã hội. Hôm nay tôi được cán bộ công an làm căn cước công dân cho tôi thì tôi cảm thấy tôi rất vui mừng. Tôi sẽ được đặt giá là để có quyền công dân để làm một cuộc sống mới. Giáo dục, nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ trên ghế nhà trường là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác tuyên truyền, giúp các em học sinh hiểu rõ hơn nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tổng hợp Điện Biên tổ chức hoạt động trải nghiệm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho con em cán bộ công nhân viên trong nhà trường. Ngay từ đầu giờ sáng, 50 em thiếu niên nhi đồng và 30 phụ huynh là cán bộ công nhân viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tổng hợp Điện Biên đã có mặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh để trải nghiệm thực tế một phần nhỏ công việc của những người lính cứu hỏa. Chương trình này giúp các con có những kiến thức cơ bản nhất về công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thì đặc biệt là công tác tự cứu mình ra khỏi nơi nguy hiểm. Những cái đám cháy nhỏ có thể giúp các con tự có thể chữa cháy. Nếu các con không thể nào tự chữa cháy thì có thể tự cứu bản thân và gọi điện đến cơ quan chức năng. Tại buổi trải nghiệm, các em thiếu niên nhi đồng và phụ huynh học sinh được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đánh giá tình hình cháy nổ xảy ra trên cả nước và trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua, những thiệt hại to lớn cả về tính mạng và tài sản do cháy nổ gây ra, phân tích những nguyên nhân dẫn đến các sự cố cháy nổ và cách để phòng tránh và thoát hiểm. Với tình huống giả định, xuất hiện đám cháy có nhiều khói, học sinh và phụ huynh được các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hướng dẫn dùng khăn tẩm nước, bịt miệng bảo vệ đường hô hấp, cúi thấp người, bám sát nhau, men theo tường để vượt qua các chướng ngại vật, định hướng thoát ra cầu thang bộ đến nơi an toàn. Sau đó, các em được quan sát cách sử dụng các loại bình chữa cháy để dập tắt đám cháy nhỏ và hướng dẫn gọi điện thoại cho cơ quan chức năng khi gặp đám cháy lớn vượt ngoài khả năng. Học thì nhất là con sẽ thoát thân mình ra khỏi đó đã, ra một nơi nào thật là thoáng khí, sau đó sẽ hô hào mọi người. Còn nếu như đám cháy nhỏ mà con có thể xử lý được thì con sẽ tự xử lý ạ. Còn đám cháy lớn thì con sẽ gọi 114 ạ. Sau khi trải nghiệm thực tế các kỹ năng thoát khỏi đám cháy, các em và các bậc phụ huynh được chứng kiến các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hành thành thục các kỹ năng chiến thuật như xuất quân và phương tiện xuống hiện trường, trinh sát đám cháy, tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân thoát khỏi đám cháy bằng dòng dọc, đệm hơi và triển khai đội hình phun nước để dập tắt đám cháy. Tôi cảm thấy rằng là cái sự vất vả của các đồng chí là hết sức vất vả, phải nói là hết sức vất vả và gặp nhiều sự nguy hiểm. Người ta chạy ra thì chúng tôi lại chạy vào. Đấy là cái câu nói mà tôi cảm thấy rằng là phản ánh đúng nhất cái tính chất công việc của các đồng chí phòng cháy chữa cháy, cứu về con người này, và vật chất và tài sản. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các học sinh mọi lứa tuổi là một trong những giải pháp quan trọng thường xuyên trong công tác tuyên truyền của đơn vị, giúp các học sinh hiểu rõ hơn nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giáo dục tư duy ngay từ sớm cho các học sinh, từ đó giúp các em hình thành một thói quen tốt, có kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra, bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân và những người xung quanh. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên. Chuyên mục được phát sóng 20 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Mọi ý kiến đóng góp về chuyên mục mời quý vị và các đồng chí cùng gửi về hòm thư email bản tin andb@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 0692489227. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời, tự hào công an nhân dân.